bạn, mình là Hukuchi và ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn những bước để các bạn có thể leo rank một cách thật bình tĩnh ở trong Liên Quân Mobile và giúp các bạn có thể tăng tỷ lệ thắng các bạn lên nhanh nhất có thể. Vậy thì hãy cùng theo dõi clip này để xem là 5 cách đó là gì nhé. Đầu tiên là wifi và cấu hình mạnh, và khi các bạn có wifi cũng như là cấu hình mạnh thì các bạn cái việc combat nó sẽ mượt mà và không có hiện tượng lắc giật. Và một số máy có cấu hình mạnh thì mình yêu cầu đó là iPhone X này, giá rẻ này, hay là S9 mới ra, hoặc là S8 hoặc là Note 8 thì đều được cả. Rồi, và như một số anh em cũng như là mình đi, mình đã từng gặp đó là combat vào tận cái trụ cuối của địch rồi, sắp đập nhà của nó rồi thì tự nhiên bị văng ra. Và đến khi loát lại vô được thì các bạn biết Liên Quân loát rất là lâu, loát những 2 lần. Và khi loát lại vô được thì tất nhiên là nhà của mình banh nẻ rồi. Một phút mặc niệm. Rồi, và khi các bạn bấm vào game cũng như là các bạn chọn đấu hạng thì hãy đảm bảo với mình rằng wifi của các bạn không phải là wifi ở quán coffee, không phải wifi là ở quán ăn, hay là wifi đang trong tình trạng bị cá cắn cáp. Tất nhiên, yếu tố quan trọng nhất vẫn là thành bại tại wifi. Bước thứ hai đó chính là bích tướng, thì bước này vô cùng quan trọng bởi vì một team khi mà có đầy đủ những cái chống chịu sát thương phép cũng như là chống chịu sát thương vật lý thì nó sẽ giúp cái khả năng thắng của anh em ở trong team cao hơn. Và nếu như bạn chơi chuyên về xạ thủ, những cái đồng đội của bạn đã nhanh tay hơn để bích cái tướng xạ thủ thì cũng đừng vội mắng chửi mà hãy cùng nhau ngồi lại uống miếng nước, ăn miếng bánh để chúng ta có thể thương lượng. Và nếu như bạn đã quyết định nhường cho đồng đội của bạn cái vị trí sát thủ đó thì các bạn có thể chọn những vị trí như là tank hoặc là sport để bởi vì những cái vị trí này thường là rất là dễ chơi và nó sẽ khiến team mình thắng hơn, và tất nhiên là máu nó cũng trâu hơn. Thì mình đưa ra một vài tướng như là Toro hoặc là Alice thì những tướng này cái độ khó chơi của nó rất là thấp và máu của các bạn cũng sẽ được tăng lên. Và đừng vội vàng pick tướng mà mình thích chơi khi mà không chịu nhìn team bạn, bởi vì có thể chính vì bạn mà team mình bị hành sấp một lần. Bước thứ ba đó chính là chọn đường, và mình thấy là ở trong Liên Quân thì có 3 đường, đó chính là top, mid và bot. Thì pháp sư thì thường đi mid này, AD thì thường đi với tank hoặc là support để có thể canh rồng dễ dàng. Và nếu như bạn được chọn một vị trí như là mid hoặc là bạn đi rừng thì bạn hãy di chuyển liên tục giữa top và bot để có thể ganh giúp đồng đội, tóm lại là 1v2 hay là 3v2 thì nó vẫn hay hơn, nó vẫn dễ win hơn để upsort các đội khác. Bước thứ tư đó chính là các bạn kiểm soát thật tốt tài nguyên rừng của mình, và đừng ngạc nhiên khi nếu mà bạn giết 3 người mà tiền của bạn vẫn không bằng đứa bị chết 3 lần ở team địch. Đó là chứng minh cho rằng việc bạn không kiểm soát tốt tài nguyên rừng của mình. Hãy canh rừng thật cẩn thận, bởi vì rừng luôn luôn là một tài nguyên vô cùng phong phú khiến cho chúng ta xanh. Và việc đi ganh nhiều cũng không hẳn là tốt, bởi vì nếu bạn giết họ quá nhiều lần thì khi bạn giết họ thêm một lần nữa thì về late game các bạn cũng chỉ được tầm 50 đến 60 vàng mà thôi, không thấm thoát gì cả. Và hãy cố gắng thật tốt ăn hết rừng của bên mình và làm cách tốt nhất để có thể ăn luôn rừng của bên bạn để cho khiến bên địch bị thọt. Và ở đầu game thì việc canh rồng cũng như là việc ăn rồng chính là một nhiệm vụ tối thượng, và nếu như mà bạn thấy team địch đang ăn rồng rồi thì hãy mau mau lập tức là tập trung team mình vào để có thể úp sọt liền và hạn chế một cách tối đa để có thể team bạn ăn rồng nhiều nhất. Bởi vì ở đầu game ấy thì một con rồng nếu mà chia ra cho toàn team là một người được 100 vàng lận, khiến cho team bạn xanh rất là nhanh. Và ở về late game bạn cảm thấy là bạn đủ mạnh rồi thì các bạn có thể kéo đi ăn kinh công, và đừng quên để những các bạn support hay những bạn sát thủ ở bên ngoài vòng, bởi vì có thể vì một con kinh công mà các bạn sẽ bị đội bạn lật kèo con bát ngay lập tức. Và như mình đã nói, Liên Quân thì đã ra được 2 năm rồi và cái lượng người chơi trẻ tuổi cũng khá là lớn. Thực ra trẻ tuổi hay không quan trọng, quan trọng là thần thái. Vậy nhưng những người trẻ tuổi thì lại khó giữ được bình tĩnh và họ dễ dàng chửi bới, dễ dàng AFK, lòng tự trọng họ rất là cao, cái tôi rất là cao. Vậy nên thì mình sẽ đưa ra cái tầm chơi cho các bạn là từ 8 giờ sáng này đến 4 giờ tối này. À, đến 4 giờ chiều và sau 10 giờ tối, và cái tầm đấy thì các bạn đã đi học hết rồi và cũng như là các bạn đã đi ngủ để chuẩn bị cho ngày mới. Thì khi mà các bạn chơi trong tầm giờ đó thì các bạn có thể hạn chế tối đa một cách gặp những em trẻ trâu và giúp cho các bạn leo rank một cách không bị tức tối và giữ cho điện thoại các bạn luôn an toàn. Và vừa rồi là 5 cách để các bạn có thể giữ được mình và cũng như là giúp các bạn leo rank nhanh nhất có thể ở Liên Quân Mobile. Và nếu các bạn cảm thấy clip này thú vị thì đừng quên bấm like, share cũng như là subscribe cho kênh B Channel của chúng mình. Còn bây giờ thì bye bye.